Dạ vâng, chào mừng các bác đến với kênh bài học của em. Em yêu tôi chuyên mua ăn thua cũ toàn quốc. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho bác xem một cái mẫu xe nhé, một cái mẫu xe Mazda 3 nhé, Mazda 3. Vậy sau đây mời các bác của em xem tổng thấy xe này. Bên em chuyên mua ăn thua cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh và ấn thông báo để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Trước mắt các bác là mẫu xe Mazda 3 đời 2004 nhá, đời 2004 số sàn với động cơ 1.6 thôi. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng xe này là vô cùng hợp lý các bác nhá. Đó, con xe được phủ màu sơn ghi bạc, một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản luôn nhá. Đó, cái dòng này thì rất là bền bỉ luôn, form dáng đến bây giờ đấy rất là đẹp, đúng không ạ? Form dáng đến bây giờ, form dáng nó còn tương đối đẹp các bác nhá, nó chưa bị lỗi thời một tí nào cả các nhá, chưa bị lỗi mốt một tí nào cả, đúng không ạ? Form dáng nhìn rất là đẹp luôn, máy móc lỗ êm du luôn các nhá, máy rất là êm luôn đó, máy cực êm luôn. Nói chung là bây giờ cái mẫu xe này các bác mua về là sẵn dùng thôi, không phải làm bất cứ một cái gì nữa các nhá. Vậy các bác nào quan tâm đến cái mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhé. Bên em chuyên bán thu cũ toàn quốc. Mazda 3 đời 2004 các nhá, đời 2004 số sàn. Thì cái dòng xe được trang bị tất cả là gương kính chỉnh điện các nhá, đó. Túi khí phanh ABS các nhá, đó. Chốt cửa tự động. Thì chủ xe độ thêm cả phần cam hành trình kết hợp cam lùi và cảm biến lùi nhá. Đó, mấy cái đó là chủ xe độ thêm. Và chủ xe độ thêm cả một dàn âm thanh nghe cực hay nữa nhá. Đó. Thì cái dòng này nó rất là bền bỉ nhá. Đó, nói chung là nó rất là lành xe luôn. Đó. Mazda 3. Mà con xe này bên em bán được giá là cũng vô cùng hợp lý thôi nhá. Vô cùng hợp lý thôi. Dạ vâng, chỉ có 189 triệu. Các bác đã sở hữu ngay mẫu xe này rồi các nhá. Tất cả đây, phần kính này chủ xe dán phím nhiệt hết rồi nhá. Đó, để trong xe không bị ánh nắng hắt vào. Và đây là phần nội thất của chiếc xe các nhá. Nội thất sáng sủa rất là đẹp luôn các nhá. Đây tất cả phần loa này, chủ xe độ thêm đây các nhá. Loa đây ạ. Loa vòng quanh xe táp ly đẹp này. Đó, táp ly rất là đẹp này. Nội thất rất là sạch sẽ nhá các nhá. Táp ly này các nhá. Bên kia loa kìa. Đây là một âm thanh rất là hay luôn. Mà con này máy móc lỗ êm du luôn nhá. Đây chủ xe độ thêm cam hành trình đâu nhá, kết hợp cam lùi luôn. Và đằng góc này đây là phần cảm biến lùi, là chủ xe cũng độ thêm các nhá. Phần táp lô là sạch sẽ nhá. Đầu CD 6 đĩa nguyên bản các nhá. Tất cả những phần nút bấm này là rất là mới này, xe mới đèo xe luôn các nhá. Chân nguyên bản chân lý các nhá, nhìn nó rất là căng và sạch sẽ các nhá. Đầy đủ hết các nhá. Sau đây mời bác em xem hàng ghế thứ hai nhá. Mazda 3 nhá, 189 triệu thôi. Nội thất đẹp quá nhá. Máy móc lỗ cực êm luôn. Tí em sẽ mời các bác quen xem cái phần khoang máy động cơ. Táp đi cửa đây ạ. Sau tất cả phần nhựa là nguyên bản hết các nhá. Trần đằng sau đây ạ. Sau đây mời bác em xem phần cốp ở đồ sau nhé. Từ phần logo có nhìn mới leng keng này, nguyên bản luôn nhé. Đây, cốp ở đồ sau đây nhé. Nỉ niếc nguyên bản hết các nhé. Sạch đẹp nhé, coi nhé. Khoang ở đồ khá là rộng rãi này.
nỉ niêu nguyên bản hết coi nhá. Tất cả phần lỉ là nguyên bản của xe nhá, rất là sạch sẽ và rộng rãi các bác nhá. Tất cả phần tôn vỏ nó còn sáng quắc này các bác nhìn ạ. Lói không một mọt các nhá. Quá đẹp luôn này. Một cái nữa là máy móc con này cực êm luôn các nhá, máy cực êm luôn. Tí em sẽ cho các xem phần khoang máy động cơ. Bên dưới đây, tất cả phần nhựa khoang để đồ đều còn nguyên bản này. Đây em mở bên dưới để cho các xem nhé. Bên dưới nói không mùng một quá nhá. Đây. Sáng quắc luôn này, các bác nhìn này. Quá sáng luôn, lốp dự phòng đầy đủ hết các bác nhá. Sáng quắc luôn này. Nói không mùng một các bác nhá. Đó, nói không mùng một luôn. Quá mới luôn các bác nhá. Đúng rồi, mới lắm các bác nhá. Nói chung là bây giờ các bác mua về là sẵn dùng thôi, không là bất cứ cái gì có nhá. Mazda 3 nhá, Mazda 3. Vâng, sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Máy móc lổ êm ru nhá, máy lổ êm ru luôn. Các bác lần đầu xem video của em hãy nhớ đăng ký kênh nhá, để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất ở bên em thường xuyên cập nhật về. Đây ạ, phần này, gương điện này hoạt động bình thường thôi nhá. Đó, em đang chỉnh nhá. Nghe số theo thứ thích của mình này. Bên này cũng vậy thôi nhá. Bên này cũng vậy này. Máy đang lổ nhá, máy đang lổ, các bác nghe tiếng máy lổ không ạ? Nghe nó rất êm đúng không ạ? Âm thanh thì hay này. Cam lùi đi thôi nhá. À, cảm biến lùi góc này đấy ạ. Khi là các bác vào cho lùi là nó tự kêu, nó báo khoảng cách luôn. Đó, trên này cam hành trình coi nhá. Vâng, mời các bác em xem phần khoang động cơ nhá. Đó, một cái lăng lói đây là cái máy nó êm này. Các bác nghe trong ngồi trong xe không nghe tiếng máy lổ luôn coi nhá. Đây, máy đang lổ đây coi nhá. Máy đang lổ đây ạ. Đó. Quá êm luôn coi nhá. Cho em mở các bô cho bác này. Em ru luôn. Thật sự kiếm một con nào máy chất như con này thật sự rất là hiếm thôi nhá. Máy nó lổ êm. Các bác ạ, nó êm ru luôn ạ. Quá êm luôn. Máy êm lắm các bạn. Dạ vâng, 189 triệu các nhá. Đó là tổng thành xe Mazda 3 các nhá. Mùa lưỡng mây ô tô. Xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhá. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.